Tôi không sai, tôi không nhất trí. Nó bảo tôi rằng tôi hay cay lý. Rồi ơi, nói thế thì nói làm gì? Anh sai thì anh nên biết. Anh bảo tôi rằng không cần thiết thì thôi. Nói thế thì nói làm gì? Rồi ơi, nói thế thì nói làm gì? Nhưng ý nghĩa ngôn từ tôi không biết. Luôn bay theo rất vô tình về người tôi muốn giết. Để mỗi sáng tôi tỉnh dậy lại có thêm một kẻ thù cho tôi. Cho tôi giống là